mà giàu vậy? Rồi biết gì thì em qua đi thì sao? Trời ơi, đẹp đúng không? Mẹ nói mà, tôi tin nè chứ. Mua được mấy trái, cuối tháng đi đánh lương rồi tao đi với mày. Ừ, sao? Vậy hả? Đi chơi vui không? Mày á, mày nhớ có mặt mày nha. Ít chuyện nhiều anh rất là dễ thương. Gì? Thiệt hả? Trời, nói gì thiệt hả? Thích dở. Maxi Talk từ Việt Nam Mobile với 5.000 nói rộn ràng cả ngày. Việt Nam Mobile, ưu thế bất ngờ.